Xin chào cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình Theo hai mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là dịch ở trên bàn phím Samsung sang tiếng của quốc gia khác Để trong những trường hợp ví dụ các bạn nhắn tin hoặc nào nói chuyện với cả người nước ngoài nhé mọi người nhé Đầu tiên ở trên cái chiếc điện thoại Samsung thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái cửa hàng là CH Play nhé mọi người nhé Hoặc là Google Play ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm thì các bạn sẽ tìm kiếm cho mình cái từ khóa là Gbot mọi người nhé. Bàn phím của Google như này mình sẽ tìm kiếm ứng dụng đó nhé. Rồi tiếp đến thì các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt để chúng ta tiến hành cài đặt cái bàn phím này về điện thoại nhé mọi người nhé. Đây là bàn phím của Google nên mọi người cứ thoải mái, yên tâm để chúng ta cài đặt nhé mọi người nhé. Ok, sau khi đã cài đặt xong cái bàn phím của Google rồi, lúc này các bạn sẽ kích vào phần mở luôn cho mình cũng được nhé. Hoặc chúng ta thoát ra, chúng ta tìm đến cái ứng dụng đó nhé mọi người nhé. Đây mình vừa mới tải cái ứng dụng là G về điện thoại của mình nhé Bây giờ mình sẽ kích vào ứng dụng đó này Rồi lúc này các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là bật trong cài đặt nhé Rồi lúc này các bạn sẽ bật cho mình cái bàn phím của Google lên nhé mọi người nhé Rồi mình ấn vào OK này Tiếp đến là cái chọn phương thức nhập các bạn cũng chọn vào cho mình Rồi mình sẽ chọn luôn là cái bàn phím của GBAT luôn nhé mọi người nhé Là bàn phím của Google nhé rồi sau đó mình ấn vào xong này rồi lúc này mình sẽ thoát ra bên ngoài nhá các bạn sẽ truy cập vào cái phần tin nhắn để chúng ta nhắn tin cho mình nhé mọi người nhá rồi đây thì mình sẽ thử nhắn tin đến cái tổng đài nhé mọi người nhá đây mình sẽ chọn một cái tổng đài để mình nhắn tin nhá rồi mình sẽ soạn tin nhắn này lúc này các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là đa nhiệm nhé mọi người nhá đây nó có hình vuông đây nó như cái nút home của mình luôn nó là cái phần đa nhiệm nhá rồi các bạn sẽ chọn cho mình sang cái bản dịch nhá rồi mình nhấn vào ok này à, lúc này à, cái ngôn ngữ đầu tiên thì các bạn để nguyên cho mình và tiếp theo ở bên cái phần dịch thì các bạn có thể là để tiếng anh hoặc là các bạn chọn sang một nước khác nhé ở trên đây thì rất nhiều nước nha mọi người nhé để chúng ta có thể là dịch sang các bạn có thể là kéo xuống để chúng ta tìm cái tiếng mà chúng ta muốn dịch nhé hoặc là như mình mình để nguyên sang tiếng anh nhé mọi người nhé lúc này ở cái phần đầu tiên thì chúng ta viết à, thì nó sẽ tự phát hiện ngôn ngữ của chúng ta ví dụ như là bây giờ mình viết là bạn đang làm gì đấy nhé mọi người nhé thì ở trên đây nó sẽ tự động dịch cho chúng ta nhé mọi người nhé đây mình nó hỏi chấm này sau đó mình sẽ ấn vào nào gửi nhé mọi người nhé mình ấn vào gửi này tương tự à, bây giờ các bạn à, sẽ thoát tại bên ngoài và khi mà vào zalo cũng tương tự như vậy hoặc là facebook messenger chúng ta cũng làm tương tự nhé ở đây thì mình sẽ thử vào ứng dụng zalo nhé mọi người nhé rồi mình sẽ nhắn tin cho anh mình chẳng hạn này rồi lúc này mình vẫn chọn vào cái phần là đa nhiệm này mình sẽ ấn vào dịch nhá Uh, mình sẽ nhắn tin là anh ơi đó thì nó sẽ uh, ra cái phần uh, tiếng anh cho chúng ta để chúng ta có thể là gửi đi nhé mọi người nhá ok thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể dịch ở trên cái chiếc bàn phím samsung nhé mọi người nhá thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình một like và đăng ký nhá và chia sẻ video giúp mình